Xin chào mọi người, bây giờ Ly đang ở trên xe và hôm nay Ly sẽ đưa các bạn, dẫn các bạn đi đến một khu mua sắm mỹ phẩm khá là hay. Cái cửa hàng này ấy, thì nó lại có cái concept khá là giống với Sephora và Ulta vì nó có rất là nhiều mỹ phẩm trong đấy và rất nhiều hãng khác nhau. Và đặc biệt hơn là nó lại có một cái không gian cực kỳ đẹp để các bạn có thể thử sản phẩm rất là nhiều. Tất cả mọi đồ thì đều là những cái món hàng nội địa Hàn Quốc khá là hay mà các bạn không cần thiết là phải đi du lịch đến Hàn mới có thể mua được. Bây giờ chúng ta sẽ đến đấy nhá, let's go! Ở bên trong trung tâm thương mại Aeon Long Biên, cửa hàng Beauty Box với một không gian mua sắm cực lớn và vị trí thì cực kỳ dễ tìm. Đối với bất cứ ai yêu và mê mỹ phẩm thì Ly chắc chắn là cũng đã từng có khoảng thời gian giống Ly là vật lộn tìm mua mỹ phẩm Hàn mỗi thứ một nơi, tìm hết shop này đến shop khác để thỏa được ước mong sở hữu sản phẩm mong muốn với giá cả hợp lý. Nhưng mà giờ đây thì Beauty Box đã giải quyết được mọi khó khăn đấy cho mình rồi. Ly nghe nói là Beauty Box phân phối độc quyền nhiều thương hiệu quen thuộc của chúng mình lắm luôn, như là Club Clio này, Peripera, Vanilla Co hay là Apio vân vân và vân vân, rất nhiều, tận 50 thương hiệu cơ mà, và với 3.000 chủng loại sản phẩm khác nhau. Và ngày hôm nay thì Ly đến với Beauty Box không phải chỉ để mua makeup không, mà Ly cũng sẽ có một cái challenge tự đặt cho bản thân, đấy chính là chúng ta sẽ recreate lại cái makeup look này. Makeup look này thì nó hơi theo hương hướng màu cam và Ly biết là các bạn của Ly rất là thích tông cam, và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi với Ly mua những sản phẩm để thực hiện được cái makeup look này. Thì chúng ta sẽ cùng đi thôi. Và nếu như bạn đang thắc mắc mình không biết là nên chọn sản phẩm cushion nào thì ngay tại Cushion Studio ở đây, Ly nghĩ là phải có đến 50 loại cushion khác nhau chúng ta lựa chọn cùng với rất là nhiều màu. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi thử xem là loại cushion nào Ly sẽ chọn ngày hôm nay và liệu xem là Ly có chọn được màu cushion chính xác cho bản thân mình ngày hôm nay không nhé. Nếu như bạn không biết bạn nên chọn sản phẩm gì thì hãy nhờ nhân viên của Beauty Box hướng dẫn nhé. Chị đang muốn tìm một cái loại cushion dành cho da hơi hỗn hợp thường một chút xíu. Có thể giúp chị được không? Dạ được chị. Và các bạn thấy không? Rất là đơn giản thôi. Chúng ta không biết thì chúng ta hỏi. Và hỏi các bạn nhân viên Beauty Box sẽ được chỉ rất là dễ và cũng như là rất là chi tiết. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi đến với các quầy khác. Và đây thì Ly thấy có rất nhiều sản phẩm lông mày luôn. Và cái cách trình bày nó cũng rất là giống với Sephora, rất là thích. Kiểu tất cả các hãng lông mày sẽ ở đây. Có rất là nhiều hương, chúng ta thử sản phẩm luôn. Và Ly có nhìn thấy cái cột màu hồng rất là nhiều thứ ở đằng kia của Vanilla Co, thì chúng ta sẽ ra thử nhá. Chúng ta đã có cushion này, có phần má này, có lông mày rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến eyeshadow. Thì Ly nhìn thấy đây có rất là nhiều eyeshadow. Trời ơi, rất là nhiều. Bây giờ để xem nào, cái tông nào sẽ phù hợp với bọn mình nhỉ? Cái tông này cho có vẻ hay đấy. Xem nhá. Swatch, swatch, swatch. Ở đây rất là nhiều đồ tester nên là các bạn có thể test thoải mái luôn. Rồi có cả gương nữa. Đôi khi là có thể makeover ở đây luôn rồi đấy. Các bạn có biết nhãn hiệu nào mà gọi là Instagram friendly nhất không? Chính là Dear Dahlia. Và đợt vừa rồi Ly đi Hàn, Ly phải tốn rất nhiều tiền để mua. Và kiểu nghĩ là Việt Nam không có, xong cuối cùng Beauty Box cũng có Dear Dahlia. Mặc dù chưa đầy đủ tất cả các sản phẩm nhưng mà đều là các sản phẩm mà Ly muốn thử. Thế nên là chúng ta hôm nay sẽ thử một thỏi son của Dear Dahlia nhé. Và dĩ nhiên phần quan trọng nhất trong tất cả makeup thì chính là son môi. Và các bạn sẽ không phải đi đến từng quầy son một của từng hãng một, mà ngay tại đây ở Lip Bar, ở Beauty Box các bạn có thể có rất là nhiều son. Trời ơi, không chỉ có bên này đâu, mà còn cả bên này nữa. Thế nên là bây giờ chúng ta sẽ đi khám phá cùng với nhau xem là có bao nhiêu hãng son ở đây và có bao nhiêu chủng loại son đây nhá. Đây là tổng cộng 6 thỏi son mà Ly đã mua được, bên cạnh những thỏi mà Ly mua trước đấy rồi đấy. Thế nên là bây giờ chúng ta đi đón tiền thôi. Tại vì Ly nghĩ là chắc chắn là Ly đã sạt nghiệp sau khi mà ở Beauty Box rồi đấy. Các bạn cứ nghĩ rằng các bạn đã mua đủ sản phẩm rồi ư? Nhưng mà không sao, nếu như các bạn có quên bất cứ một sản phẩm gì thì ngay ở gần quầy thanh toán tiền có rất là nhiều các sản phẩm đã được bày bán ở đây. Và đây đều là những cái sản phẩm mà các bạn nghĩ là các bạn có nhưng mà thực ra các bạn chưa có đâu. Ví dụ như là mặt nạ này không bao giờ là đủ và giá chỉ có 12.000 thôi. Đây đều là những cái sản phẩm mà các bạn rất là thiết yếu và giá thành cũng rẻ nữa. Thế nên là chúng ta có miss cái gì, có quên cái gì thì chúng ta có thể grab ở ngay gần quầy thanh toán nhé. Và đây chính là tất cả những gì Ly mua được ngày hôm nay tại Beauty Box.
rất là nhiều đồ để có thể thử cho các bạn. Bây giờ chúng ta đi thanh toán tiền nhé và xem hậu quả sẽ như nào. Xin chào em, sao chị thanh toán tiền với? Hello, và Ly đã quay trở lại đây. Đây chính là hai chiếc hộp mà mình đã mua tại Beauty Box. Và hộp đầu tiên thì mình cũng đã nhờ các chị đóng gói riêng. Trong đây sẽ là toàn là son thôi. Tất cả những loại son mình đã chọn ở Lip Studio. Đầu tiên thì sẽ là những cái sản phẩm make up mà mình sẽ làm trên mặt mình ngay bây giờ để recreate lại cái look mà lúc nãy mình cho các bạn xem đấy. Giờ chúng ta sẽ cùng unbox xem là ở trong này có những cái gì và Ly đã mua những cái gì nhá. Và đầu tiên thì mình sẽ dùng bạn IMS Cushion của I Am Mimi. Bạn này thì Ly nghĩ là nó sẽ rất là phù hợp cho cái make up lúc này. Chỉ cần ấn nhẹ thôi, chứ ấn nhiều quá là bị ra rất là nhiều đấy. Ly vừa bị ấn quá tay một chút ít. Ly thấy là độ che phủ ok, tự nhiên này. Mà trong cái lớp nền của mình rất là mỏng. Cái màu này thì có vẻ như là Ly chọn cái màu hơi sáng hơn sự da của Ly rồi, nhưng mà không sao. Ly thấy là bạn này nếu như mà ai muốn theo hơi hướng trang điểm tự nhiên, lớp nền mịn, nhẹ thì sẽ dùng bạn này được. Tại vì mặc dù là nó có độ che phủ nhưng mà nó vẫn làm cho da của mình rất là mềm và không hề cảm thấy là bị nặng mặt cũng như là không bị rõ cái lớp phấn ở trên da. Và như các bạn có thể thấy là tất cả những cái phần mà hơi mẩn đỏ của mình ở trên da ấy thì nó cũng được che rất là nhẹ, thì nhìn trông giống như là da của mình là da của mình chứ không phải là da mình đang trang điểm. Bây giờ Ly sẽ lấy thêm một chút xíu nữa để đánh vào vùng mắt nhé. Và Ly nhận thấy là bạn này không hề có một chút bóng dầu nào luôn, mà nó làm cho cái da của mình kiểu glowy rất là tự nhiên, kiểu mềm mịn ý. Độ che phủ thì Ly nhận thấy là độ che phủ ở đây sẽ là khoảng medium light chứ chưa hẳn đến medium full coverage. Ly không rõ là khi mà chúng ta có nhiều mụn hơn thì nó sẽ che phủ đến như thế nào nếu chúng ta làm lớp dày thêm, và trông nó vẫn giống da thật của mình chứ không hề bị quá cakey. Và với lông mày thì Ly sẽ có bạn Peripera Speedy Skinny Brow, và bạn này thì Ly thấy rất là hay tại vì cái đầu nó siêu nhỏ luôn, có thể đi vào từng cái đường kẽ lông mày của mình. Và nếu như bạn nào thích phẩy sợ thì chắc chắn đây cũng là một bạn khá là hay để chúng ta phải sợ. Và lông mày của mình đã xong, và như các bạn thấy là lông mày này nó hợp 100% cái màu tóc của mình hiện tại luôn. Mặc dù màu tóc của mình hiện tại đang có hơi một chút tẩy nhưng mà nó vẫn perfect. Ta-da! Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với hai màu mắt ngày hôm nay, chỉ duy nhất hai màu thôi. Ly đã thực sự là challenge bản thân mình với hai màu mắt duy nhất, lại còn hai màu mắt cam. Không biết là có nên trò chống gì không. Nhưng đầu tiên thì Ly sẽ dùng bạn Ink Fitting của Peripera. Đây là màu cam số 16. Và màu này thì nó có hơi một chút nhũ nhẹ, thế nên là mình cũng có thể đánh toàn bộ bầu mắt luôn được. Tại vì bầu mắt của mình là mắt mí lót, thế nên là mình, các bạn nhớ là đánh tán lan lan ra phía bên ngoài cái phần crease tự nhiên của mình một chút nhá. Cái phần nhũ của cái màu mắt này thì nó cũng nhẹ thôi, thế nên là không sợ bị quá nhiều nhũ. Tí nữa chúng ta mới dùng nhiều nhũ sau. Chúng ta sẽ lấy những cái gì còn lại ở trên đầu chổi, chúng ta đánh ở phía dưới này. Và sau đó thì Ly sẽ lấy một màu cam nhũ, rất là nhiều nhũ, và nhũ này nó hạt to hơn một chút xíu để có thể đánh được cái vùng chính giữa của bầu mắt. Và đầu tiên bạn này thì Ly sẽ dùng một cái cây chổi dạng C brush, shader brush như thế này để lấy nhẹ trước. Sau đó chúng ta sẽ dùng ngón tay áp út. Nếu mà các bạn dùng bằng ngón tay ấy, thì nó lên sẽ rất là đậm và rất là đẹp. Chúng ta sẽ dùng ngón út để chấm vào cái phần đầu mắt nhé. Thì Ly sẽ dùng một cái cây chổi dạng fluffy như thế này để Ly đánh tán cho nó đều hơn. Nếu như các bạn vẫn thấy mắt mình vẫn hơi nông ấy thì các bạn hãy lấy chính cái cây bút mà chúng ta vừa nãy dùng cho phần lông mày để tạo thêm một chút điểm nhấn nhé. Đây cũng là một cái tip rất là hay để cho các bạn nào mà không muốn dùng eyeliner quá đậm làm cho đôi mắt của mình hơi bị dữ, thì các bạn hãy dùng chính những cái cây bút mà các bạn dùng cho lông mày để đánh những cái phần này, vì cái chì lông mày nó luôn luôn sẽ nhạt hơn và cũng như là nó phớt hơn là cái chì chúng ta dùng dành cho mắt bình thường. Bạn I Peel My Little Mascara này thì rất dễ để chúng ta đánh tán và cũng như là tách mi. Nhưng mà tuy nhiên bạn ấy có một điểm trừ, đấy chính là bạn ấy không được lên đậm như là chúng ta muốn với 1-2 lần trải. Và chúng ta phải trải khá là nhiều lần và layer khá là nhiều lần thì nó mới có thể lên được đậm và cũng như là rõ ràng cho mi của mình. Và đây chính là bạn kem má mà chúng ta sẽ dùng ngày hôm nay. Bạn này có tên là Pink True Cream. Và cái màu này là cái màu cam hồng rất là xinh, cho nên là Ly sẽ dùng luôn lên trên má nhá. Và Ly cũng không rõ lắm về cái độ pigmentation của bạn này lên trên má của mình như thế nào, thế nên là mình sẽ đánh từng tí một trước. Có vẻ như là lớp đầu tiên thì bạn này hơi nhàn một chút xíu, nhưng mà nếu mà bạn nào muốn cái độ tự nhiên như này, trông má mình hơi ửng hồng thôi thì cũng ok. Nhưng mà Ly nghĩ là với cái make up lúc ngày hôm nay của Ly thì Ly sẽ cần nó dày hơn một chút xíu, thế nên là Ly lại lấy thêm một bước nữa.
Và với cái độ pigmentation như thế này thì Ly cũng nghĩ là nó sẽ hợp với các bạn nào mà muốn make up siêu tự nhiên và cũng mới amateur make up thôi. Còn nếu mà bạn nào đã chuyên nghiệp rồi thì các bạn sẽ muốn màu hơi đậm hơn, đúng không? Và chúng ta sẵn sàng có thể build up được cái này. Và đừng lo nếu như là cái lớp kem má của mình làm cho mình cảm giác như là mình đang có một vệt màu má ở trên mặt và dùng chính cái miếng puff mà chúng ta vừa dùng nãy và đánh tán ở phần rìa mà thôi. Và thế là hai đôi má ưng hồng của Ly đã xong. Đây là má xây rượu đấy. Có vẻ như là trong cái make up look bắt đầu put together hơn rồi phải không nào? Bạn ý lúc đầu thì cảm giác là như nó khá là lỏng nhưng mà tuy nhiên lại tán lên mặt rất là dễ. Và gần như là nó không làm mình bong cái lớp phấn ở phía dưới, bong một chút ít thôi. Tại vì lúc nào chúng ta dùng đồ liquid lên cũng sẽ bị bong đi một tí mà. Nhưng mà chúng ta có thể dễ dàng dùng với ngón tay để có thể tán ra và cũng không bị lan màu ra ngón tay quá nhiều đâu. Thế nên là Ly thấy bạn này ok. Giờ chúng ta sẽ đi đến với cả màu son. Thì màu son ngày hôm nay Ly chọn là màu Too Cool For Skin Creamy Blaster Tint. Và màu này là màu số 5. Màu này là cái màu cam đất rất là đẹp. Vì theo như hình mà chúng ta cần phải create lại thì bạn này bạn ý hơi dùng như là bạn ý hơi blend đều ra, hơi smear out một tí. Vậy nên là Ly cũng sẽ đánh lòng môi đậm và xong rồi sau đấy chúng ta sẽ tán ra bên ngoài nhá. Các bạn thấy sao màu son này? Màu son này Ly khá là ưng. Và cái son rất là mềm, cực kỳ mềm trên môi. Mặc dù là cái má này đang rất là glowy rồi nhưng mà Ly vẫn thấy cần thêm một chút glitter nữa. Thế nên là Ly sẽ dùng đúng cái màu mắt glitter lúc nãy. Ly sẽ dùng đúng cái chổi highlight trong cho nó glowy. Đây là lần đầu tiên Ly làm một cái make up look mà toàn một tông màu như này. Vì cô Ly ngày hôm nay mặc cả áo da cam này, xong rồi make up cũng da cam nữa thì không biết là các bạn fan của màu cam thấy thế nào nhỉ? Các bạn thấy sao? Có vẻ như là mình không trẻ được như bạn mẫu đúng không? Nhưng mà vẫn hơi giống giống tại vì cái make up look này là một cái make up màu cam. Nói ngay từ ban đầu thì không chỉ có make up look này ngày hôm nay trong video thôi mà chúng ta sẽ còn có soát cả 6 màu son đến từ 6 hãng khác nhau có mặt tại Beauty Box. Và đây là những cái chất cũng như là cái consistency nó rất là khác nhau. Thế nên là Ly nghĩ sẽ có một cái variety khá là hay cho mọi người. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem ở trong box này có gì. 1, 2, 3. Rất là nhiều son. Thế nên là đừng rời ngay nhá, mà hãy quay trở lại với Ly trong 1, 2, 3. Thỏi son đầu tiên là thỏi Berisum Oops Bloom Sleep Cushion màu Velvet Peach. Thỏi son này được thiết kế với đầu mút cushion rất là cute. Lên môi thì mềm mịn mà chẳng khô môi tạo nào. Phần đầu mút rất là dễ tán giúp các bạn có thể phá cách với hiệu ứng lan màu hoàn hảo. Dù màu son này thì các bạn nên trang điểm kỹ một chút hoặc có thể pha với một chút tông màu khác để tạo hiệu ứng ombre nhé. Thỏi thứ hai là thỏi Dear Dahlia Lip Paradise Intense Satin Mocha. Đây là một màu son cực kỳ sang chảnh cùng hiệu ứng satinly nhưng mà vẫn dầu ẩm xuống môi mềm mịn suốt cả ngày. Chất son mềm này, màu dễ dùng, thiết kế lại cực kỳ Instagram friendly nên chụp hình cũng đẹp mà tô lên môi thì khỏi bàn rồi nhá. Tiết lợi thêm một chút là Ly cũng sắp có một video nói về hãng Dear Dahlia này rồi đấy. Các bạn đón xem nhé, để xem là đắt thì có sắp ra miếng hoạt hay không. Thỏi thứ 3, Peripera Ink Gelato màu Cherry Cinnamon khiến Ly mê tôi ngay từ lúc mở nắp vì mùi cực kỳ dễ thương. Chưa kể đến là dòng ink xong lại còn mềm như kem gelato. Thỏa lên môi thì gọi là xứng điên người. Bộ sưu tập này thì cũng là giới hạn nữa, thế nên là mọi người tranh thủ mua nhé. Son bảo lên môi cực kỳ tốt mà không hề là môi mình bị khô. Đây cũng chính là một ưu điểm thường thấy của Peripera giờ phải không nào. Kể đến là thỏi son thứ 4 của bạn Cleo Matte Tint màu số 10. Bạn này thì Ly đã được sở hữu màu số 8 rồi nên mua thêm một bạn màu số 10 cho phong phú. Chất son của bạn này tuy là son kem nhưng lại không hề khô môi, màu lên cực kỳ rõ nét. Chưa kể đến là bao bì xinh xắn nên mang theo người cực kỳ tiện lợi. Có nhiều màu xinh lắm, mọi người nhớ đến Beauty Box để thử nhé. Thỏi thứ 5 của chúng ta là bạn VT Collagen Lipstick màu Hibiscus Tea. Dòng son collagen nên độ ẩm mê tôi mà màu sắc thì cũng cực kỳ rõ nét. Thoa lên môi mà cứ như không vậy đó. Hiệu ứng son căng mọng này nên cũng làm cho gương mặt của chúng mình trẻ trung và vô cùng tinh nghịch. Thỏi thứ 6 chúng mình có đây là bạn son bút chì Appeal Color Lip Pencil dòng lì thiên tông đỏ cam cực trẻ trung. Son bút chì thì vừa nhỏ gọn này, vừa sắc nét, lại còn vừa cute. Dù trong hộp bút đồ dùng học tập thì cũng chẳng ai biết là mình đem son đến trường đâu. Thế nên là các bạn nhỏ của Ly cứ yên tâm nhé. Chất son thì đánh mướt cứ nhàn tênh luôn. Ly thấy còn rất là nhiều màu son xinh ở Beauty Box và hợp tuổi đi học lắm đấy. Thế nên là các em hãy ra ngay Beauty Box để chọn nhé.
Thỏi son cuối cùng và cũng sẽ là thỏi son duy nhất mà Ly đánh lòng môi vì quá xinh chính là bạn Be By Vanilla Lip Line Moist Tint. Trời ơi, Ly cam đoan với cả nhà đây là thỏi son đánh lòng môi hoàn hảo nhất mà Ly từng được sử dụng. Bản thân Ly là một đứa môi mỏng, ít khi đánh được lòng môi, nhưng mà cả nhà nhìn xem, trời ơi, son dạng nước đánh lên lòng môi cực dễ mà lên màu lại cực kỳ rực rỡ và rõ nét nữa. Bám thì cứ gọi là siêu lâu luôn nha. Cứ thử xem Ly nói có đúng không nào. Và đó chính là video của chúng ta ngày hôm nay. 3 phần video rất là nhanh, nhưng mà Ly nghĩ là các bạn cũng đã có rất là nhiều thông tin về Beauty Box cũng như là các sản phẩm có mặt tại Beauty Box rồi phải không? Và Ly hy vọng là Beauty Box sắp tới sẽ là một nơi để các bạn có thể thiên đường mua sắm, thiên đường mỹ phẩm trong thời gian tới. Và đừng quên là tháng 4 này Ly có một cái workshop rất là đặc biệt với Beauty Box tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin như thế nào Ly sẽ để ở phía dưới cho các bạn xem nhé. Và sẽ có rất là nhiều quà cho các bạn cũng như là voucher đặc biệt đấy. Đừng quên là follow Ly ở trên Instagram cũng như là tất cả các kênh mạng xã hội để có thể update được những thông tin mới nhất về workshop cũng như là các thông tin về beauty khác. Và Ly hy vọng video này các bạn đã thích và chúng ta sẽ quay trở lại với nhau trong những video lần sau nhé. Đừng quên like, subscribe và ấn nút chuông ở phía dưới để chúng ta có thể gặp lại nhau trong những video tiếp theo. Thế thôi, bây giờ Ly phải đi đây. Bye bye!